Suzy đang đóng ở phía bên trên kia. Đối phương bắn lỗi, sai pha không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào. 27 xác của anh em ơi. Yeah, xin chào anh em. Chào mừng tất cả các bạn cùng nhau quay trở lại với Zeker Play. Wow, mấy ngày rồi tôi mới ra được cái video mới. Và kèm với đấy, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tới với một video thú vị về một anh chàng tuyển thủ đến từ đội hình được phải gọi là khét tiếng luôn. Đó là đội hình của ESP. Nhưng mà đội hình của ESP hiện giờ họ mới thay đổi tên, đó là Stonewall Esports. Và có lẽ rằng chúng ta ngày hôm nay sẽ cùng nhau đi xem gương mặt này là ai, với cái khả năng như thế nào, người Thái họ bắn ra sao, và kèm với đó là có được hơn trình đến từ người Việt Nam không nhá. Ok, trước khi bước vào video, đừng quên để lại cho Zeker xin một like, một đăng ký kênh và một comment xuống phía bên dưới nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn giờ đi xem tuyển thủ tanker của Stonewall Esports ngay bây giờ thôi nào. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau tới với một trận thi đấu của bạn có tên là Saifa. Bạn này là một trong những tuyển thủ là vị trí tanker đến từ đội hình của Stonewall, trước đó thì chúng ta hay gọi là ESP đấy. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem một trận đấu danh ở mức danh cao thủ nó sẽ như thế nào đối với anh chàng vị trí của Saifa nhá. Let's go. Vừa nhảy xuống đã gặp người luôn này này. Cầm cho mình khẩu long tộc, khóa kỹ năng, bắn tốt nhưng vẫn chưa có điểm hạ gục. Đuổi theo dí, điểm hạ gục dành cho Saifa. Saifa hôm nay hay này, jump shot tốt này, nhưng mà thiếu chút nữa thôi đã phải nằm xuống. Hồi bị KS mất kill à. Saifa ngày hôm nay sử dụng cho mình combo kỹ năng của Andrew thức tỉnh, Suzy cộng thêm với đó là Moco. Một bộ combo khá là phù hợp cho những tanker. Bị KS mất một kill rồi. Ở phía bên kia là vẫn còn người. Cầm cho mình đó là một khẩu AC80 cộng thêm với đó là một khẩu mà không một 45 tộc vuốt tầm lỗi, đổi sang một khẩu XM8. Andrew thì nó sẽ giảm cái độ hỏng giáp các bạn ạ. Còn Suzy thì nếu như mà bạn nào mà lâu rồi không chơi Free Fire thì tôi cũng chia sẻ luôn cho các bạn một chút. Đó là Suzy là một trong những con nhân vật mà tăng cái khả năng nhận xu. Rồi, tình huống pick đầu tốt đến khẩu XM8. Ồ, lại gặp người đây. Hay đây, đầu luôn này. Đẩy ra, có đánh dấu Suzy. Hay thế nhờ. Các bạn đã có thể nhìn thấy mới chỉ trải qua vài phút đầu thôi, nhưng mà vị trí của anh chàng Saifa đã có 1.300 xu rồi. Trong một diễn biến khác thì cũng đang có những tình huống tấn công sớm, nhưng ngay sau đó thôi đã bị bọc lót từ phía đằng sau đến từ đối phương. Pick đầu tốt, có làm được không nhở? 197 máu thì 1A124 là không đủ, nhưng ít nhất chúng ta sẽ có cơ sở để có thể đẩy vào. Và bây giờ thì sẽ gạt thôi, đối phương sẽ phải gạt. Có chip nhưng không quyết định nâng cấp anh em nhé. Có chip nhưng không quyết định nâng cấp. Đối phương bắt đầu tấn công rồi. Bây giờ thì liệu rằng với việc cầm cho mình Chrono, cứ tưởng chừng rằng Chrono đã là một con nhân vật bị out meta của nhân vật chủ động ấy, thế nhưng mà Saifa vẫn quyết định sử dụng. Thường thường thì đi solo này thì tôi nhìn thấy nhiều anh em cầm Tatsuya hơn. Tatsuya. Nhưng đây thì bởi vì là tôi xin lỗi, Chrono là một trong con nhân vật mà Saifa mua thôi. Còn lại là nhân vật chủ động chính vẫn là con A124 đấy anh em ạ. Wow, what? Pick đầu tốt thế nhỉ. Rồi để xem ván thi đấu lần này thì Saifa sẽ có tổng là bao nhiêu kill nhỉ. Unstoppable đã có dành cho Saifa rồi. Anh chàng này rất hay để cái mạng ở phía bên trên đầu, mạng wifi trên đầu kìa. Ấy, pick người lại tốt này, nhưng ở phía bên trên kia ít nhất là sẽ có hai người để có thể là khiến cho Saifa phải nằm xuống. Liệu rằng Saifa có thể xử lý gọn gàng được hay không đây? Vẫn cầm chìm gỗ kiến, pick đầu là tốt. 230 mấy máu, lại sử dụng một A124 nữa. Đối phương chắc chắn. What? Cái chuyện gì vừa diễn ra vậy? Rồi bây giờ giao trong nhà này, giao tranh trong nhà, đặt keo để có thể lại hồi lại lượng máu. Nhưng đứng ở góc này rất dễ đối phương tấn công ở những khung cửa sổ như này. Ui giời ơi. Rồi đấy, vừa nói xong đối phương đến luôn, đẩy bao nhiêu người ra bấy nhiêu người phải đầm, đặt cho mình thêm những quả keo. Và đây đã là điểm hạ gục thứ 11 dành cho Saifa rồi. Gạt nốt để lên 11 nào, gạt nốt để lên 11 nào. Hay này. Combo mà có vẻ rằng là Saifa sẽ quyết định sử dụng trong game thi đấu lần này, đó sẽ là một khẩu trò con cộng thêm với đó là một khẩu chim gõ kiến. Sử dụng máy phóng để đi sang khu vực khác, vừa bay vừa chỉnh độ nhạy. Và chúng ta thấy được rằng là một tình huống sửa giáp cũng cần thiết là có. Đây từ vị trí của Saifa, vòng bo đã bắt đầu thu hẹp, đây là vòng bo thứ 4 rồi.
sử dụng A124 tấn công, nhưng một A124 đó là một tình huống sử dụng lỗi. Đối phương vẫn có thể kích hoạt được kỹ năng của Orion. Đối phương bắn cũng khá rát, nhưng với những lượng giáp mà đến từ vị trí của Saifa là quá phù hợp trong tình huống giao tranh tầm gần vừa rồi. Cầm Andrew thức tỉnh thì giáp nó sẽ rất là trâu anh em ạ. Tấn công này, pick đầu tốt này. Nào, A124 được kích hoạt, hay. Gọn gàng chưa? 13 kill rồi anh em ơi. 13 kill rồi nhưng mà trên bản đồ vẫn còn 30 người anh em ạ. Bây giờ thì là 29. Không biết là tổng kết thì bao nhiêu kill đến từ Saifa đây. Có lẽ là tôi nghĩ đây là đã là cái combo gọi là quyết định sử dụng chính ở trong ván thi đấu lần này đến từ vị trí Saifa. Có người ở đây, đối phương bật ra cho mình những cái kỹ năng chủ động, và đó là một con Chrono không đủ để khiến cho đối phương có thể tồn tại tiếp theo trong ván thi đấu lần này. Tôi nghĩ thời gian này thì Saifa nên mua su truy nã. Ồ đúng là như vậy thật, đúng là như vậy thật. 7.000 xu anh em ơi. Ok kìa. Ok kìa. Mải mê lút đồ. Mải mê lút đồ khóa kỹ năng lao vào tấn công cực kỳ nhanh và chớp nhoáng. 2 điểm ngon lành cành đào. Đối phương ngồi như không có chuyện gì xảy ra vậy. Sẽ sử dụng cả Saifa có cổng dịch chuyển rồi anh em ạ. Ok. Mấy ông này chơi game bằng loa. Mấy ông này chơi game không dùng tai nghe à? Ok. Cứ ngồi hớ hênh để một mình Saifa công vào nhỉ. Được không đây, được không đây. 17 kill rồi anh em ơi. Sử dụng cổng dịch chuyển rất nhanh nhạy. Đối phương đang đứng ở phía đằng sau, bị đánh dấu bởi kỹ năng của Suzy. Và có cả Moco ở đây nữa. Tiếp tục tình huống tấn công nhanh. Xử lý thực sự là rất gọn gàng anh em ạ. Chúng ta vẫn đang có thể nhìn thấy một tình huống cố gắng pick tầm 300 HP, hơn 300 HP thì đỡ kiểu gì. Nào đối phương chạy ngang nha, đối phương chạy ngang rất khó để có thể pick đầu. Chắc chắn tôi khẳng định với anh em là đấy là một trong những cái lối di chuyển mà rất khó để anh em pick đầu. Và cộng thêm với đó là một cái góc di chuyển khá xa. Rồi đối phương tấn công gần rồi. Không đặt keo ra. Keo ra chứ bạn ơi. Bạn ơi. Cổng dịch chuyển là vẫn có đằng trước mặt. Di chuyển sớm vào trong vòng bo thôi. Và bây giờ thì tìm những đối phương còn lại. Một tầm lỗi này. Có radar để hồi máu này. Nhưng mà chúng ta hãy cùng chờ xem liệu rằng là bao lâu. Ấy, đằng sau. Đằng sau bức tường là có người. A124 chưa được sử dụng. Tấn công rồi. Trâu thế, đối phương trâu đấy nhở. Rồi, cuối cùng cũng đã nằm. Gạt luôn. Đây, đằng sau này là chắc chắn có người này. À, không phải. Ok. Một tình huống bắn lỗi liên tục đến từ cả hai khẩu súng. Đẩy vào và đối phương đang cố gắng luồn lách qua những bức tường kèo. Có những sự chống trả nhưng khá yếu ớt. Có một cái lửa trại được bật ra. Nhưng đó chắc chắn là không đủ thời gian để cho anh chàng đối phương có thể hồi lại được đủ lượng máu cần thiết. Và bây giờ thì Saifa tấn công sâu hơn vào trong thôi. 22 xác rồi anh em ơi, 22 xác rồi. Vòng bo gần như đến những vòng bo cuối rồi. Và chúng ta thấy được cái sự căng thẳng đẩy lên cao là rất lớn khi những cái vòng bo cuối mà còn tận tới đó là 14 người. Bích đầu là tốt. Bị cấu đi hơn nửa cây máu. Saifa gặp khó khi đối phương quay lại từ hai phía. Và bây giờ thì sao ạ? Bây giờ thì sẽ cần phải có một cái radar. Có cả cổng dịch chuyển, mua thêm cho mình những cái bình hit. Tiếp theo đó bật thêm cả UAV. Và chúng ta thấy được rằng rất nhiều những lượng đồ đang được sử dụng rồi. Cổng dịch chuyển. Hay. Nhặt lại kỹ năng của Chrono. Ok. Đối phương nằm kìa. Sẽ nằm ở đấy nhỉ? Rồi có người, vẫn còn người đang cố gắng để có thể hồi sinh. Nào hồi sinh xong liệu rằng có vào bo được không? Có vào bo được không? Nào bạn chạy đi, tôi đợi bạn. Cố gắng pick đầu nhưng mà toàn là pick lỗi thôi anh em ơi. Toàn là pick lỗi thôi, đối phương tấn công ở phía bên trên rồi. Tiếp tục tình huống sử dụng cho mình kỹ năng A124 để khóa kỹ năng. Và ngay sau đó thì Saifa đã xử lý gọn gàng. Đối phương ở phía bên ngoài cũng đã nốc bởi vòng bo. Và trong những phiên bản OB gần đây thì chúng ta cũng đã biết về việc là khi mà các bạn nốc ở phía bên ngoài vòng bo ấy, nhưng đối phương tấn công các bạn thời gian gần, trong một khoảng thời gian nhất định, thì các bạn vẫn sẽ bị tính đam và tính lượng kill dành cho đối phương. Và bây giờ thì Saifa cũng đã được thêm một kill nữa giống với cái tình huống đó. Bây giờ sẽ đẩy xuống thôi. Tìm người trong căn nhà. Trong nhà này là khá nhiều người nha. Tôi nghe ít nhất cũng phải 2 đến 3 tiếng chân. Đối phương phát hiện ra vị trí của Saifa và tiếp tục đẩy tình huống đẩy vào. Bật ra cho mình kỹ năng của Chrono, đẩy vào một cách cực kỳ điên cuồng. Cầm cho mình kỹ năng của A124 đã được sử dụng trước đó. Thế nên bây giờ thì hoàn toàn phải sử dụng. Ôi. Hay. À không, đó là một tình huống gạt thôi. Một lượng máu là rất thấp đến từ vị trí của Saifa.
Suzy đang đóng ở phía bên trên kia. Đối phương bắn lôi, sai pha không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào. 27 xác của anh em ơi. Ghê thật anh em ạ. Ai pick đầu tốt này, 28 xác này. Ủa, 28 kill anh em ơi, mà vẫn còn 12 người. Thế thì game này bao nhiêu kill? Một game thi đấu điên cuồng đến từ vị trí của Saifa. Hay, A124 được kích hoạt và đối phương đã phải nằm xuống. Chúng ta vẫn đang phải chờ đợi, vẫn đang phải chờ đợi những vòng bo cuối. Một tanker đến từ đội hình của Stalwart Esports. Thật sự, người Thái họ vẫn đang làm một cái điều gì đó điên cuồng tại mỗi ván đấu. Cầm 1873 chơi luôn anh em ạ, cầm 1873 chơi luôn. Nhưng mà lượng đạn đến từ khẩu cho gòn và cả khẩu M1873 này là giới hạn rồi này. Còn có 11 viên nữa thôi. Còn đúng 5 viên nữa thôi, nhặt được thêm đạn nữa không? Nhặt được thêm đạn rồi, nhặt được có 2 viên nữa. Nhặt được đây mua. Đấy, tác dụng của Suzy đấy anh em ơi, tác dụng của Suzy đấy. Pick đầu lỗi này. Một tầm chưa tốt. Ở phía bên trên kia vẫn còn đó là 5 người. 31 người chơi còn lại. Bây giờ thì tấn công sớm rồi. Một tình huống hạ gục được một người rồi. Tanker đúng là tanker, không ngại bất kỳ một trường hợp nào cả. Và bây giờ tiếp tục một tình huống tấn công, đối phương bắn toàn lỗi. Sai ba xử lý được 2 rồi. Vẫn còn đó là 3 người nữa. Và bây giờ thì kèo được đặt ra là rất nhanh, đối phương lướt Tatsuya đi. Tiếp tục tình huống tấn công sớm, đối phương hóa Sonia rồi. Và bây giờ tìm những người còn lại mà thôi. Hay, chỉ còn một. Chỉ còn một mà thôi anh em ơi, chỉ còn một. 35 kill. Wow. Cái gì vậy hả trời? Không thể tin nổi. Và chúng ta sẽ được nhìn thấy cái kết. Sẽ nhìn thấy đó cái kết với một cái Muya 36 kill top 1. Quá kinh khủng anh em ạ. Siêu huyền thoại. Trời ơi. Yeah, và đó là kỹ năng đến từ anh chàng Saifa của đội hình ASP cũ, Stonewood Esports mới. Các bạn đánh giá ra sao về kỹ năng của một tanker ấn tượng đến như vậy? Hãy comment xuống phía bên dưới để Zeker và mọi người được biết nha. Đừng quên để lại cho Zeker xin một like, một comment và một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt.